Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 7. Luyện tập cấu tạo và tính chất của carbohydrate. Qua bài này, các em sẽ hệ thống hóa kiến thức về cấu tạo và tính chất của các loại carbohydrate điển hình, vận dụng kiến thức về các tính chất của các loại carbohydrate tiêu biểu để giải các bài tập. Một, La Mã, kiến thức cần nhớ. Một, cấu tạo. A, glucose và fructose C6H12O6. Glucose ở dạng mạch hở là monoaldehyde và polyalcohol CH2OH mở móc vuông, CHOH đóng móc vuông 4 lần, CHO. Fructose ở dạng mạch hở là monoceton và polyalcohol có thể chuyển hóa thành glucose trong môi trường base. CH2OH mở móc vuông, CHOH đóng móc vuông 3 lần, nối đơn CO, nối đơn CH2OH. Dưới tác dụng của base, phản ứng thuận nghịch cho ra CH2OH mở móc vuông, CHOH đóng móc vuông 3 lần, CHOH nối đơn CHO. B, saccharose C12H22O11 hay C6H11O5 nối đơn O nối đơn C6H11O5. Phân tử không có nhóm CHO, có chức polyalcohol. C, tinh bột và cellulose C6H10O5N lần. Tinh bột, các mắt xích alpha glucose liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO. Cellulose, các mắt xích beta glucose liên kết với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết mở móc vuông C6H7O2 mở ngoặc OH đóng ngoặc 3 lần đóng móc vuông N lần. 2. Tính chất hóa học. A, glucose có phản ứng của chức aldehyde. CH2OH mở móc vuông, CHOH đóng móc vuông 4 lần, CHO cộng 2 phân tử AgNO3 cộng 3 phân tử NH3 cộng H2O dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra CH2OH mở móc vuông, CHOH đóng móc vuông 4 lần, COONH4 cộng 2 Ag kết tủa cộng 2 NH4NO3. Fructose cũng có phản ứng trắng bạc do trong môi trường kiềm fructose chuyển hóa thành glucose. B, glucose, fructose, saccharose và cellulose có phản ứng của chức polyalcohol. Thứ nhất, glucose, fructose, saccharose phản ứng với CuOH 2 lần cho các hợp chất tan màu xanh lam. Thứ hai, cellulose tác dụng với axit nitric đậm đặc cho cellulose chi nitrat. Phương trình phản ứng: mở móc vuông C6H7O2 mở ngoặc OH đóng ngoặc 3 lần đóng móc vuông N lần cộng 3 phân tử NHNO3 đậm đặc. Dưới tác dụng của H2SO4 đặc và nhiệt độ cho ra mở móc vuông C6H7O2 mở ngoặc ONO2 đóng ngoặc 3 lần đóng móc vuông N lần cộng 3 phân tử NH2O. C, saccharose, tinh bột và cellulose có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzyme thích hợp. Saccharose C6H11O5 nối đơn O nối đơn C6H11O5 cộng H2O dưới tác dụng của axit hoặc enzyme cho ra glucose C6H12O6 và fructose C6H12O6.
tinh bột hoặc cellulose. Mở ngoặc C6H10O5 đóng ngoặc N lần cộng N phân tử H2O dưới tác dụng của axit hoặc enzyme cho ra glucose N phân tử C6H12O6. D. Phản ứng lên men rượu. C6H12O6 dưới tác dụng của enzyme và nhiệt độ từ 30 đến 35 độ C cho ra 2C2H5OH cộng 2CO2. Hai la mã bài tập. 1. Để phân biệt các dung dịch glucose, saccharose và aldehyde acetic, có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử? A. CuOH 2 lần và AgNO3 trong NH3. B. Nước brom và NaOH. C. HNO3 và AgNO3 trong NH3. D. AgNO3 trong NH3 và NaOH. 2. Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ, thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỷ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau? A. Acid acetic. B. Glucose. C. Saccharose. D. Fructose. 3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau. A. Glucose, glycerol, aldehyde acetic. B. Glucose, saccharose, glycerol. C. Saccharose, aldehyde acetic, hồ tinh bột. 4. Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucose nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%? 5. Tính khối lượng glucose tạo thành khi thủy phân. A. 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ. B. 1 kg mùn cưa có 50% cellulose, còn lại là tạp chất trơ. C. 1 kg saccharose. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 6. Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gram một carbohydrate X thu được 13,44 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 9,0 gram nước. A. Tìm công thức đơn giản nhất của X. X thuộc loại carbohydrate nào đã học? B. Đun 16,2 gram X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y, cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch nitrat bạc trong amoniac, thu được bao nhiêu gam bạc, giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80%.